đây này mẹ nhé con nhé. Nấu mì tôm cho bác không mấy nhá. Vâng. Mẹ đi cho bấm ngủ ăn nhé. Mệt không? Em nấu mì tôm xong rồi đi ăn cơm, đi ăn mì tôm đi. Em nấu xong rồi ra ngoài ăn nhé. Hẹn cho con. Anh có ăn đâu? Ăn đi. Anh có ăn đâu? Ngày hôm qua chắc không ăn gì đâu phải không? Ừ, bác không ăn mì tôm đi. Anh làm sao đấy? Anh rất giận em à? Anh không giận đâu. Thế không giận là sao lại không ăn? Anh có ăn được đâu. Hôm qua anh đi đâu mà uống rượu say thế? Thế hôm qua em đi đâu? Hôm qua em đi nhà bác mà, em nấm đi nhà bác mà. Có thật ở nhà bác không? Hai nói dối anh. Hai mẹ con em đi nhà bác thật mà, em có nói dối anh bao giờ đâu.
Thôi được rồi. Thế là mày còn ở nhà nhé. Vâng. Anh lại đi đâu? Lấy đồ đi bán. Nó ở nhà nhá. Không đi đây. Không uống rượu với nhà mày thì lại đau đầu ấy. Không chồng cũ lại phải tìm, phải đi theo chồng cũ.
sai nhỉ? Em thấy có đúng không? Đi xin lỗi anh đấy. Em mình làm sai nhỉ? Tia về xin lỗi anh thôi. Thế quá đáng quá. Chắc anh muốn làm rõ với mình thôi. Tôi về nhà xin lỗi anh thôi. Mắn giọng lắm. Tôi nói với anh quá. Về làm gì đó? À đúng rồi, anh về đúng lúc đấy. Đây, đây em nói chuyện nào. Làm gì đấy? Anh ngồi xuống đây đi. Anh ngồi xuống. Em biết gì em? Bây giờ nhá. Đây nhá, bây giờ mình giải quyết rõ ràng nhá. Từ giờ anh đừng có về làm phiền em nữa nhá. Anh ký vào đây cho em. Cái gì anh đây? Ký vào đây cho em để em nộp lên tòa án nào. Không, từ giờ mình không liên quan gì đến nhau nữa nhá. Em biết đơn gì đây? Đơn ly hôn nhá. Đừng rồi đừng có mà về nữa nhá. Sao em lại đối xử với anh như thế? Thế trước kia anh đối xử với em như thế nào rồi đây này lấy con gì? Đây về. Anh không ký đâu. Anh làm bố kiểu gì thế này, con không chỉ đi theo thì. Anh ký vào đây cho em. Anh không ký đâu. Con đứng ở đây rồi. Mặc kệ em ấy, biết như nào thì biết. Từ giờ đừng có mà về làm phiền em nữa. Anh không đang hiểu lầm em về rồi. Đây thì đón hai mẹ con về nhà. Đón cái gì, em đã bảo không đi rồi. Anh đi về đi. Anh đang định về đón hai mẹ con về mà. Bây giờ mình làm lại từ đầu đi. Em đã bảo rồi, từ giờ anh đừng có về làm phiền em nữa. Anh đi, xong anh đi về đây, anh ký vào đây cho em nộp lên tòa án là xong, anh đừng về đây nữa. Anh không ký đâu. Em anh đã rồi. Bảo là không, từ giờ không liên quan gì đến nhau nữa. Anh cứ về thế này, anh Hùng cứ hiểu lầm em. Bây giờ em ổn định cuộc sống rồi, anh còn về làm gì? Anh đuổi em đi rồi, bây giờ anh còn đón về làm gì nữa? Anh đã đuổi em đi như thế với mẹ anh, đuổi mẹ con em đi như thế. Bây giờ mấy mẹ đón cái gì nữa? Hôm nọ em đi mẹ anh lại đuổi em đấy, hai mẹ con em đấy. Anh không bảo vệ được mẹ con em thì bây giờ còn đón về làm gì? Đón về thì mẹ anh lại đuổi em à? Trước đây là anh uống rượu mà với đánh đuổi hai mẹ con thôi. Trước bây kia giờ... như thế thì bây giờ chưa chắc gì đã đấy đã thay đổi được. Tính nào vẫn tật đấy thôi. Bây giờ em viết đơn ly hôn làm gì? Từ giờ anh ký vào đây cho em, không là mình không có quan hệ gì nữa. Anh không ký đâu. Anh ký vào đây cho em. Ký vào đây cho giải quyết xong đi. Anh không ký đâu. Em đừng ký có vào làm đây như cho thế. Em đi. Sao lại đối xử với anh từ như thế? Từ giờ đừng có về làm phiền anh em nữa. Sao em lại đối xử với anh như thế? Đối xử thế anh đối xử với mẹ con em như thế nào? Lúc con còn bé anh đối xử với em như thế nào? Anh không ký đâu. Ok em, mai anh về đón hai mẹ con về nhà. Em đã bảo rồi, ký vào đây cho em để giải quyết xong luôn đi. Xong rồi anh đi về đi. Ký cho em đi. Từ giờ đừng có về làm phiền anh nữa.
đi đây nữa. Đâu tí đâu. Con em đi như thế là bây giờ còn về là gì nữa? Không. Nó hai mẹ con anh về thăm mà. Phải đi theo tụi mới. Lúc đó em bao nhiêu rồi, bây giờ nuôi con rồi. Cô lại về. Được rồi, anh đừng có về làm phiền em ấy. Anh ký cho em xin anh đấy. Ký cho em đi. Ok. Anh Hùng. Anh Hùng ơi, không phải như anh ký đâu. Anh Hùng ơi. Đây phải chồng cú rồi. Hiểu nhầm rồi. Ừ. À, bố về đón nhá. Nhá. Đón đi cái gì? Sao ấy? Anh đi về đi. Anh đi về đi. Thôi được anh đi. Thôi được, đừng có về làm phiền em, đi về đi. Đi về đi. Anh đi về đi, từ giờ đừng có làm phiền em nữa, anh bảo rồi. Anh Hùng anh ấy giúp đỡ cứu mang mẹ con em, bây giờ anh cứ về làm phiền em làm gì nữa, anh đuổi đi rồi anh cũng về đón cái gì nữa. Mai đi về đi. Mai anh đi về đi. Nhá. Không mang đi, đi về đi. Bác Hùng chạy đi này, biết đi đâu lại nhầm nhầm. Và chưa kịp giải thích với bác Hùng. Sự như thế nhỉ? Nó có bị động không? Ừ, sai, quá ra nó sai. Ngồi gặp nhau rồi. Chúng ta không gặp nhau. Sai à? Mẹ nha. Mẹ không có về nhờ. Đấy đợi mẹ nha. Ngãi nhỉ. Mẹ nấu ăn cho nhé. Nha nào. Cẩn thận nha. Ừ, bác không có thấy về nhờ con này. Ừ, anh giận mình rồi nha. Thế mình đi xem bác Hùng mới được nhỉ. Mẹ mẹ nấu ăn cho con đấy. Ừ. Mẹ phải rửa đâu anh nhá, con đứng ở đấy để mẹ.
chơi đây mẹ tí. Anh im đấy nha. Con này đứng im ở đấy nha con nha, nóng nha. Đứng đây đây mẹ. Thôi xuống nào. Nấu cho con để cho bác Hưng nè. Cái con ngủ đói lắm rồi đấy. Từ hôm qua không chịu ăn. Là mẹ con mình rồi ấy. Đi chưa đi về. Đây 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 mẹ cho con ở đây này. Nào nào đây, thôi nào. Đây đây thôi nào, ăn ở đây thôi. Ăn mì đi, ăn mì đi. Tìm xem lại những rượu qua rồi.
Hết ở đây cho bác Hùng nhá. Để con mình đi tìm bác Hùng nha. Mẹ bé, mẹ bé, cái này để cho bác Hùng, để cho bác Hùng. Đi tìm bác Hùng nào. Mẹ đi xem bác Hùng nào. Nó lại đi uống rượu như hôm qua rồi.
ăn nhà ăn thôi ở đây. Không thì con đi thế này. À, mày con đâu? An ơi, An, sao để con đi thế này ở đâu? Nhà bà thôi nhá. Ừ, cho bà về nhà bà nhá, tí mẹ đi về nhà nói chuyện mới được. Mẹ về nhà đó. Cố gắng lo cho hai mẹ con rồi. Phải đối xử mình thế nhỉ. Anh đừng có về làm phiền em ấy. Anh ký cho em xin anh đấy. Ký được. Cho em đi. Ok. Cứ gặp nhau thế này. Rõ ràng thế này. Chuyện này. Bỏ đi thôi được rồi. Sẽ đi theo nhau rồi. Đi nhà rồi. Mới không say rồi. Sẽ đi gặp nhau rồi. Cái gì? À, tôi mà. Ăn nghe rồi đó.
không ạ? Chắc là đi với nhau. Nó không sai mà. Công giúp đỡ nuôi mẹ con. Lại đi theo nhau. Chủ cú đã sửa thế rồi. Vẫn đi theo chủ cú. Đối xử với em thế rồi. Đó là sự như thế. Vẫn đi theo chồng cũ. Tìm ở đâu bây giờ? Chỉ đúng nhà này mà nhỉ?
đi luôn rồi, đi sông cú rồi. Thế về. Từ giờ là sống một mình rồi. Buồn thật. Đi đi luôn, không chào con nào. Lâm lên liền có nhớ được báo hùng không? Có nhớ về thăm báo hùng không? Chụp tôi thế này bỏ đi chưa được ăn. Thank you.
quậy nhỉ? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, anh quậy nhỉ? Mẹ, mày về đây làm gì? Hả? Tao lại đuổi đi, mày còn về đây làm gì? Mẹ có được bắt nắm về đây không? Không biết nắm đi đâu rồi. Có đứa con mày cũng không trông được, mày về đây mày hỏi tao à? Tao biết à? Ừ? Thế hôm qua con ở đây đi đâu là không đi nắng ở đâu đấy rồi, không đi nắng đi đâu đi rồi. Có đứa con mày cũng không trông nổi là để con đi đâu đi không biết, mày về đây mà hỏi tao à? Hả? Con ốm nhưng con ngất trên đường ấy, không biết tỉnh dậy không thấy con ở đâu rồi. Mẹ con được lấy con của con về đây thì trả lại cho con đi, lấy cho con đi. Thế anh Hà đi đâu rồi mẹ? Anh Hà đi đâu rồi? Anh Hà với mẹ bắt về đây phải không? Mẹ có được lấy cho con đi. Tao không biết, tao không được lấy. Tao không biết. Con đứa con mày cũng không trông được. Tao không biết đâu, mày đi đâu đi. 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 Có đứa con cũng không trông được. Lấy lại thôi, đừng có lắc vào nhà tao. Đi. Cái này để không ăn được. Nằm đi ăn được. Đi hai mẹ con làm gì đấy? Nghe được bá hùng không?
đã đi thật rồi. Con này bao nhiêu lưới rồi? Con nấm rất vui. Buồn thật. Bỏ bó hung đi luôn rồi. Cơm nhà đây. Quên rồi. Tôi bỏ đi đi. Tôi quên mất hai mẹ con bỏ đi rồi. Con này con là không ngon.
Đấy, chúng ta đi chơi thôi. Không thấy bố mẹ đi tìm. Đi tìm bố mẹ thôi, đi. Đi tìm bố mẹ thôi. Đi tìm bố mẹ nha. Không biết đi tìm con. Thế bà về nhà thôi nha. Bố mẹ không biết đi đâu, không biết đi tìm con. Về nhà thôi.
Rau à? Lấy đi. Có túi này nữa. Về mình uống rượu. Rau này tốt nhỉ. Đấy. Là trồng được à? Thôi em ơi, anh ơi, em làm sao đây, anh ơi, đi lại em ơi, anh ơi, sao anh nằm ở đây đấy, anh ơi, sao anh đông núi này đấy, dậy đi em ơi, anh ơi, anh, dậy đi em ơi, tìm mãi không thấy, em ơi, tỉnh ơi, em ơi. Anh ơi, đừng bỏ anh đi rồi. Em ơi, anh ơi. Thôi, dậy đi. Anh Hùng lên mà. Anh ơi. Ôi anh ơi. Anh ơi, anh Hùng lên mà. Nấm đâu, nấm anh ơi, nấm gì đâu rồi. Anh không biết nấm đâu. Tôi đi theo em rồi. Đi đâu rồi? Là con nhưng mà. Nấm đâu rồi. Thế đi về nhà anh nhỉ. Sau khi anh đi tìm nhá. Đưa về nhà đã, sao anh đi tìm nhó? Không sao được rồi. Thế là ngất ở đây. Em mệt quá. Chưa ăn cơm à? Ôi, em bình tĩnh đi. Không biết nắm gì đâu rồi, em bắt nắm đi rồi. Bình tĩnh đi, về anh đưa về nhà đã, sao anh đi tìm nhó? Sao anh đưa về nhà không? Bình tĩnh đi. Không biết tìm nắm ở đâu đây. Đi. Nhảy đi.
đưa về nhà không anh, tí anh đi tìm cho. Em với con đi đặt nào mất là cả con đấy. Đi tìm anh mà không thấy, mình ra cái đường ấy. Về nhà đó. Chúng anh đi tìm con cho em đi. Đi anh đi tìm nhá. Em đi tìm một ngày một đêm thôi mà không thấy. Anh đi tìm em có thấy đâu. Rồi em bỏ đi theo chồng cũ rồi. Hai mẹ con em đi tìm anh mà không thấy. Em mất giữa đường rồi, không biết rồi, bé lớn đi rồi. Anh đun nước là xong rồi anh pha cháo cho nhé. Thôi anh đi tìm cháu. Lo quá, chạy đi đi đâu đi nữa. Rồi để anh nấu cháo cho em ăn nữa. Rồi em lo quá, chạy với con đi đâu đi nữa. Tìm chỗ nào cũng không thấy. Sao có người nhặt được hay cái nấm không? Đấy bên nhà nữa. Ta chỉ biết là nhà mình lên kia đưa về nó. Con đi. Phải là chỉ đi tìm. Bỏ anh em tìm thấy. Bây giờ tìm anh à. Con đi. Hỏi mấy người dân đây đã, không ăn lắm không? Ăn đâu còn nhà đi tìm. Ừ, em đi theo rồi. Em không yên lắm. Lo quá. Thế thì khỏe mấy thì sao? Em ăn mấy miếng rồi, em đi theo anh em lo lắm. Con đi. Đi tìm nhé, nhà nhé. Em đi đâu? Tối rồi, trời tối rồi, anh đã đi thôi. Đi đó. Em ở nhà anh không yên đâu. Đi tìm theo nhau. Đi đây đây. Lo quá. Đi tắt đi. Để đốt cửa đó. Để chụp về vào. Yeah.
ai thấy rồi ai đây? Cô thấy rồi đó. Đi nhà chồng chứ? Em đi rồi, không thấy. Chợ chụp của em với bà thấy đưa đi về. Cô ơi, cô thấy một đứa bé này thấy qua đây không? Không thấy đâu. Thấy à? Tôi lạc mẹ đi tìm, không thấy. Chắc là ơn nhá, ra đi đây. Bà không thấy đâu. Không thấy. Ai như được rồi, hay này. Ai lên đi. Qua lên đi. Qua nhà mẹ luôn. Ai? Có thấy một đứa trẻ ai bế qua đây không? Không thấy đâu. À, cảm ơn nhé. Bây giờ ai có thể bế con mình đi được nhỉ? Chắc chỉ có mẹ chồng cũ em thôi nhỉ? Cho mẹ bế đi bố. Thế em ngất thì em bế con đi bố. Chắc là chắc chỉ có mẹ chồng cũ em thôi. Là đi đi tìm chắc nhỉ? Không ai dám bế lên nấm đi đâu nhỉ? Cho mẹ chồng em thôi. Em không nghĩ là như thế. Hôm nọ em đi rồi nhưng mà chắc là mẹ chồng cũ em giấu đi, không muốn cho em bế nấm về thôi. Hay mình đi tìm đi. Anh nhà mẹ em ấy. Anh với em đi. Ừ. Sao đi rồi? Ở thế này lo quá. Đi. Đi đó mình khóc. Chắc là có người bê đi thì chắc bây giờ vẫn an toàn chứ không sao. Để kia đốc cửa. Để ra trước đi. Đốc cửa đấy. Cái này lạ đấy. Ngoài nhà đó.
bếp kia thôi. Anh đưa An về cho tôi à? Không, tôi đưa An về cho em. Về nhà. Về nhà cái gì mà về nhà? Anh với mẹ anh lấy nấm về đây không? Bắt nấm về đây không? Không phải đâu em ơi. Thế con đi đâu rồi? Anh không... tưởng em về đây là về nhà với anh chứ. Về cái gì mà về? Em nó bảo là không về rồi. Bây giờ An về thấy tìm con thôi. Không thấy nấm ở đâu rồi. Với mẹ nơi. Có phải anh bế không? Anh với mẹ lấy về không? Anh không được mang về đây đâu. Không, anh thì là ai? Em đi hỏi họ xung quanh đấy, họ bảo là có một bà bế về. Thì chắc chỉ có mẹ thôi đúng không? Không phải đâu em ơi. Thế mẹ đâu rồi? Chỗ mẹ anh không mẹ lại giấu đi rồi phải không? Thế này mẹ, anh mẹ làm đi rồi. Không phải đâu, em đừng có suy nghĩ như thế. Mẹ em giấu rồi. Không phải đâu. Hay là mẹ giấu đi rồi. Mẹ anh đi làm rồi. Anh tưởng em về đây là về nhà với anh nhân đấy. Anh đừng lấy về thì anh đi vào lấy con lấy em đi về nào. Không được làm kiểu như thế đâu. Không, em vào xem đi. Đâu? Mẹ anh đi làm rồi, không có ai ở nhà. Mẹ đâu? Mẹ anh đi làm. Em vào xem đi, anh đợi. Em vào xem nào. Có phải mẹ giấu ở trong này không? Vào xem đi. Em anh đi về đi. Tôi với An tự đi tìm con của tôi. Anh đi về đi. Anh đuổi mẹ hai mẹ con đi rồi. Không phải đâu. Gì? Anh không phải ở đây đâu. Đâu cửa làm gì đấy? Anh ơi không được đập cửa anh. Sao anh đập cửa làm gì? Cái em còn đi về chứ? Đi tìm con đi, với anh đi tìm con đi. Con không phải không bà phải đưa về đây đâu. Này, anh đi về đi. Nào, đi xong anh đi hộ em tìm con. Tìm cái gì mà tìm? Không phải anh ở đây đâu mà. Đây, anh đi về đi. Không, anh đi về đi. Tôi An đi tìm con. Em đi đấy, đi vào nhà đi. Anh mở cửa em đi về tìm con. Anh đi hộ em tìm con. Anh mở cửa cho An về để tìm con nào. An ơi, An ơi, anh đi về nhà đi nhá. Mở cửa cho An để tìm con nào. Tôi với An đi tìm con đã. Anh cứ về trước đi. Thế thấy con không ở trong không? Không thấy đâu anh ơi. Anh đi về đi, xong tôi với An tự đi tìm. Mở cửa đi. Tôi với An đi tìm con của tôi. Mở cửa cho anh nào, An ơi. Anh ơi. Nào. Anh mở cửa cho em đi. Ôi, trèo vào đấy. Có được đấy. Anh đi về đi. Trèo vào đấy. Anh đi về nhà đi. Tôi với An đi tìm anh con. Anh mở cửa cho anh đi. Anh ơi. Khóa vào đây. Đi. Anh ơi. Mở cửa cho An đi tìm con nào. Anh với em đi tìm. Với em. Đi. Không. Anh ơi, mở cửa cho anh đi. Khóa An nào. Con An đi tìm con nào. Tôi với An tự đi tìm. Không. Con không ở đây đâu. Sao mở cửa cho anh về tìm con nào? Em xong rồi, anh tự đi tìm. Đi đi. Thế bây giờ tìm ở đâu hay là mẹ anh mới đi nào? Không phải mẹ anh đi rồi. Anh biết chỗ ở đâu rồi. Ở đâu? Anh đi về nhà đi. Anh khóa vào hết rồi, anh khóa mới nào được. Đóng cửa vào cho tôi. Xong tôi với anh tự đi tìm. Anh đi về đi. Tìm ở đâu? Em xong đi theo anh đi. Mở cửa đi. Anh ơi, mở cửa ra đi. Mở cửa cho tôi, anh về nhà xem tìm con nào. Anh đi về đi. Em bảo anh ta đi về đi, xong anh với em tự đi tìm con. Anh đi về đi. Không được nhiều ở đây nữa. Anh đi về trước, em đi tiếp em khắc tìm đường đi về. Không thấy mà ai tôi lấy người về đòi đấy. Bây giờ không là anh lấy còn An về. Em với anh tự đi tìm con. Nhốt người đây không anh được đâu. Biết... An nó chịu đây đâu. Con ở đâu rồi? Em ơi. Thế bây giờ đi bây về giờ đi. Anh đóng đi... cửa vào cho tôi. Anh không đi về trước em đi. Tí em khắc tìm cách đi về. Anh đi qua đoạn đường kia xem có thấy con không nhá. Tí nữa tôi với anh đi tìm con. Anh cứ đi về trước em đi, không thì em khắc tìm cách đi về. Thế nào em trốn rồi trốn nhá. Anh về trước đi. Vâng. Đi về đi. Anh nhìn thấy đường kia nhìn con đấy nhá. Em có thấy không nhá? Đi. Đi vào đây. Đây. Đi về đi tìm con đi. Anh sang nhà mẹ. Sang nhà mẹ anh tìm đó. Thế cũng đi theo tất cả cùng nốt ăn đấy rồi.
bắt mình đi tìm nhé. Đi xa nhà mẹ có thấy không? Hay mẹ lên nấm đi nhỉ? Trước cũng lấy một lần rồi. Lần này lại lấy rồi. Đi xem đó. Không biết xem đó. Thấy chữ cho mẹ luôn. Chữ sáng nhiều mình. Sáng sống được. Quán mua nhá. Anh bảo là con ở đâu? Thì cho em đi. Xong đâu? Bây giờ anh với em đi gì? Thế mà anh bảo biết là con ở đâu? Không nói dối anh. Nói dối em à? Chịu về. Con sao đâu? Bây giờ con ở đâu? Bây giờ anh với em đi tìm. Không phải bà đưa về đây đâu. Thế không phải mẹ con anh đưa về thì ai đưa về? Em cứ bình tĩnh. Bình tĩnh thế nào được? Xong anh với em thì đi tìm, không phải con của anh ta, anh không cần anh ta phải đi tìm hộ đâu. Con của anh từ trước đấy, anh còn đuổi em đi đấy. Bây giờ anh ấy hộ em chăm bây giờ lớn như thế này rồi, mới đi cướp công người ta về. Bây giờ đi tìm con thôi. Em bỏ con đâu mà sao không thấy con đâu ở nhà.
Ăn trộm ăn cắp đi đâu nhỉ? Anh nói cho em bảo là biết con ở đâu. Đi mở cửa cho em đi về nhanh lên. Nhanh. Ngồi xuống. Em cứ bình tĩnh. Ngồi xuống cái gì? Ra mà bình tĩnh được. Con đi đâu mấy ngày nay rồi? Anh với em đi tìm xong. Đi mở cửa cho em nhanh lên. Ngồi xuống. Đây nhá. Rồi lấy cái đỏ đi. Đây. Đây nó là cái đỏ nhá. À, đấy. Đây thằng này đây, lấy tiền nó nhá. Ok, trả tiền đấy. Đấy, nó đi à, hai ngày cái nấm rồi, này sẽ bỏ mũ ra nhé. Không có sao đâu nhè. Không biết đứa mẹ tìm, không thấy. Để hôm đi chặt gà nhé. Nào, nào, đấy. Đấy nào. Chuyện to lắm rồi nhỉ. Đi đại hôm đi. Đấy, à. Để hôm đi chặt gà nhé. Chặt gà bé nhỉ. Để tôi bảo. Nào, nào. Chuyện này nữa nhé. Đấy, bán đấy. Sáng mình nhìn mày đi. Bán mẹ nhé. Bố nốt vào con chơi này. Đây 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 đấy. Đây 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 đấy. Ừ. À. Nó ở đây đi, thêm gà bé nhá.
Đây, con gà đây. Đây nơi. Nào, mâm đi. Đấy.
Ừ. Ừ. Thế nào? Thế nào? Mình vô được không? Ừ. Ừ. Nào không ăn đâu. Đây, đâu đây? Đâu đâu? Băm nào? Đấy. Đấy rồi. Đi đâu? Em ơi. Mình đi lấy à. Đi. Mình đi đâu? Mình đi chuối nhà người bán nè. À đi đi mẹ chứ.
Đi bò à, thì nấm đây đợi không nhá, nào ngồi xuống nào, đấy đây đợi nhá, không đi chặt chuối rồi nhá. Đấy nhá, để bố không nhá, nấm nhá, ờ à. Đây đợi nhá, không chặt chuối bạn ơi. Đấy nha. Đấy, đây đợi nha, muốn nha. Đây đợi luôn nha. Nấm à, không tí nha, mình vỡ rồi này, hỏng hết rồi. Để chín rồi nhé, nó nhè, có được không? Đừng ngồi đấy đi, ngồi đấy đi. Ui, thì chỉ có tay đây nấm ạ. Tí nha, không tí nha. Còn đi bán nào, một cái pin nào. Tí nha. Ờ, xong rồi, nó đi luôn. Giờ chở luôn. Ừ, đẩy đi, đẩy đi.
Nào đi đi. Đi đi, bán đi. Mẹ với em ở nhà nhá. Anh cho anh đi tìm con của em. Không, em cũng đi theo anh, em không ở đây đâu. Đi, ở nhà em đi. Không ở đây đâu. Mẹ ở nhà nhá. Em ở nhà đi. Anh thôi. Anh đi. Thôi ở nhà đợi chồng thôi. Ở nhà đợi chồng cho chồng đi tìm thôi. Anh đi không đi theo được đâu. Thế anh đi nhanh về nhanh nhá. Em cứ ở đây đi. Mẹ ở nhà nhá. Con đi tìm mấy nấm. Anh đi nhanh không về nhá. Anh đi nhanh không về. Con cứ ở nhà đi, đợi anh đi. Còn đứng ở đây à? Đi vào bếp mà làm rau ăn đi. Muộn rồi hay? Đi. Đi vào ngoài bếp làm rau ăn đi. Muộn rồi. Đi. Nó cũng không trông được. Đi vào bếp mà làm rau ăn đi. Đây con không làm. Đấy, muộn rồi, làm rau ăn đi. Con không làm, mẹ cứ đi ở kia đi. Ừ. Làm đi nhá. Mẹ đi vào nhà chờ nhá. Mẹ đói rồi đấy. Hãy subscribe cho kênh Tieu An để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mặt nữa, một lúc mặt nữa. Biết chưa? Chưa mẹ. Có bệnh thịt chồng con mới làm cơm rau ăn cũng không làm được. Mở cái bung lên, đảo đảo nó mới chín được chứ. Nhanh lên, mẹ đói lắm rồi. Trời, mẹ... Có mấy việc nấu cơm rau ăn cũng không làm được. Con mấy cái. Anh Hà mà tìm được nấm ở đây thì con cũng không ở đây với mẹ đâu. Mẹ cứ yên tâm. Mẹ cũng không có cho con ở đâu mà. Lười lắm, mẹ cũng không cho con, muốn cho con ở đâu. Nhanh cái tay lên. Mẹ cứ từ từ nó chín đấy chứ. Không có hà thì còn lâu mới cho con ở đây nhá. Con cũng không thích ở đây đâu. Lười quen thân đi. Đến bữa thì phải nấu cơm cho mẹ ăn chứ. Mẹ đói lắm rồi đấy. Hà thì đừng lắm này, con cũng đi luôn đây, con không ở đây đâu. Mẹ cũng không cũng muốn cho con ở đây đâu. Làm như thế à? Nói cái cây nhẹ, làm đi. Mẹ cứ vào đấy đợi con đi. Cứ vào nhà đi thì con bê. Sao mẹ nói hai cái thế nhỉ? Làm như thế nữa à? Cái gì không làm, không biết làm, cái gì không vào không biết làm. Đi đâu vậy? Đi. Đi. Đi 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 đi. 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 Đi đâu thì đi đi. Đi. Bác sao đấy? Đây, ăn đi. Đi. Bác. Cái loại lười nó còn ở đây không? Đi đâu thì đi. Sao đánh ăn đi bác? Đi. Lấy con đi thôi. Ba lấy con ăn đi. Đi ra khỏi nhà tao đi. Hả hai đứa đi hết đi. Đi. Không không mẹ ở đây đâu. Đi 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 đi. Con cho ở đây đâu. Đi hết đi. Đã nói đi nhưng đừng có quay mà quay về nhá. Quay về là biết mà đấy nhá. Đi. Nhanh lên. Đi 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 đi. Đi. Đi 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 đi. Con cho ở đây đâu. Đi đi đâu đi đi đi. Đi. Đi khỏi nhà tao đi. Cái loại lười biết thì cho ở đây làm cái gì? Đi nhanh lên! Này anh tìm thấy nấm ở đâu ấy? Kia mà. Mà có nhiều bỏ thấy đi lang thang thấy. Nắng quá. Nắng quá. Đi đi đi. À đây đây đây. Đây đây đây. Nắng quá. Nắng quá. Để nắng đi. Để nắng. Nóng quá đi nhanh đi. Đi đi. Con chắc có bơ ngủ rồi đấy. Lấy con này đây. Đây là chiêu đó. Đây đây đây. Đây đây đây. Cho con ngủ ấy.
đi. Đi bếp nha. Đi ra đi. Đi bếp cho cháu. Ừ. Mày quá nhỉ. Mày thấy anh thấy bác đấy ở đâu, ở nhà bác đấy á? Ở trên này anh qua đi tìm đang thấy ngoài. À. Chơi với bác ấy. Thế chứ. Chắc em ngất trong nào. Thế bảo nó đi lạc ấy. Ừ. À đây đây. Bác về nhà là không thấy ai về tìm mà thế. Anh còn qua thế. Đuổi em thì muốn ghét em đuổi em chứ không đuổi em như thế mà. Sao về lúc nãy trong cô em bảo là đi tìm nấm hay không ở nhà ấy. Không phải đuổi em tiếp mà. Thế ăn cái gì chứ? Bảo may ấy. Ăn cơm chứ? Chưa, trong qua cho em cho ăn gì đâu. Thế ở đây mới có nữa, anh đi nấu cơm. Đi đi con. Làm gì cho anh? Đi. Không đi, nấu cơm thôi. Lấy cái này. Không đi, nấu cơm thôi. Đấy rồi, không nha. Để xem mẹ làm nhé, nhìn mẹ làm nhé. Đấy. Đâu, ở đâu đi rồi, đâu xem nào. Đâu. Nè, trời ơi. Sao, khỏi rồi. Nói gì đốt em nữa. Quất rồi rồi. Đâu, đâu nữa. Đây á, đây nhá. Nữa này á.